ý kiến như thế này. Con Đình ấy, nó là nó sinh ba. Thế cho nên là em quyết định là mình sẽ sơn cái phòng ốc của bọn trẻ con ấy theo cái hướng là tân cổ giao duyên, có nghĩa là cổ điển kết hợp với cả hiện đại. Cá tính thì mình phải mix với cả dễ thương, mà nói chung là hơi hướng nét nét thì nó cũng phải có cái hơi thở của tẻ tẻ, đúng không? Thế thế cho nên là này, mày có nghe mẹ nói không đấy Hà Nam? Hả? Con vẫn nghe mà. Thế ngồi thẳng cái lưng lên. Mẹ bảo này, mẹ là mẹ định trang trí cái phòng ốc của bọn trẻ con ấy, mẹ định là sơn cái màu Blackpink. Bởi vì là cháu của mẹ mà, cháu của mẹ cho nên là nó phải là sang lên, nó phải là sôi lên, ít nhất nhá nó cũng phải vàng chóe như mẹ này. Thế đình cái con kia. Dạ. Mày ngủ hay mày thức đấy? Con thức mà. Thức thì mày ngay đây này. Ngày mai nhá, mày cứ gọi cho mẹ thợ đến đây nhá. Nhà của chúng mày ấy là phải do mẹ quyết, thế cho nên là mày cứ gọi thợ, mày làm theo đúng cái yêu cầu của mẹ, đội đâu mẹ chịu nhá. Không nhá, sinh ba ấy là có cả trai cả gái, cho nên là màu sắc nó phải hài hòa trung tính. Màu chọn cũng phải là như là màu xám này, màu trắng, màu xanh lá, màu vàng mơ. Những cái màu trẻ con nó mới thích chứ. Rồi lại dễ trang trí phòng ốc, rồi bày biện nó không bị lỗi thời. Ôi giời ơi, trẻ con nó biết thế nào là về trang trí mới biết thế nào là hiện đại với cả lỗi thời. Trẻ con ấy là màu sắc nó phải rực rỡ, nó phải chói chang. Nói chung là cái màu nó phải nổi bật lên, nó mới nét. Trẻ con nó mới phát triển được trí tuệ. Chứ bây giờ cái màu nó cứ nhờ như màu chết trôi ấy, thì làm sao mà chịu được. Điên nào lại là nhờ mới chết trôi hả? Hả? Này cái phòng mà nó có màu như bắt treo nhá là lại. Ôi trời ơi, bắt viết cái gì? Nó không cần phải bắt viết gì hết. Này, bà có để cho tôi nói không à? Tôi từ đấy bàn chị nói chứ. Em có nói cho tôi gì đâu, là mẹ con đấy. Mày quát ai đấy hả? Hả? Mày quát ai? Không có quát gì đâu, như thế này nhá. Con biết ý của bà nội, biết ý của bà ngoại. Nhưng mà mẹ ơi, vợ con sắp sinh đến nơi rồi. Mà sinh ra thì cháu sơn cái mùi sơn mới, cháu nó không có ngửi được. Mới là như mình, nhưng mình to như này mình còn không ngửi được, không chi là cháu. Ôi dạ. Đó. Ôi, tôi cái chết, gì đấy sao? Tôi chết rồi. Cái gì? Sao? Chết rồi, con. Bà ngoại ơi, hình như là ba đứa nó có ý kiến. Nó bố nghe. Nó bố nghe. Xem nó có nói gì về bà ngoại. Nó có nhắc đến bà không? À, cháu nó bảo là cháu nó không ngửi được cái mùi sơn mới. Còn cái gì nữa nhỉ? Cái gì? Đây. Mẹ ơi, các cháu nó nói là nó đồng ý đó. Bố nó nói đúng, ý của nó là đợi tụi nó ra đi rồi tụi nó tự lựa màu. Thôi được rồi. Nể nó đấy.